Tỉnh Thanh Hóa có dân số khoảng 4,5 triệu người, đứng thứ 3 trên cả nước. Trong những ngày này, thì các ngành, các địa phương tại Thanh Hóa đang sôi nổi những hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động, góp phần giúp cho mọi nhà, mọi người đều có Tết. Tỉnh Thanh Hóa có hơn 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số lao động là khoảng 390.000 người. Sau một năm kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng hầu hết các doanh nghiệp đều có chính sách thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn cao hơn năm ngoái. Điều thứ nhất đấy là trả lương đầy đủ và tất cả các chế độ lễ Tết cũng như là tiền lương tháng thứ 13, và song song đấy là tập đoàn cũng tạo điều kiện là ứng lương trước 50% lương tháng 1 cho toàn bộ công nhân để hỗ trợ công nhân ăn Tết. Cùng với thực hiện đầy đủ các chế độ lương thưởng cho người lao động, công tác chăm lo Tết cho người có công với cách mạng, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo cũng được các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa triển khai kịp thời. Tổ chức cái Tết vui vẻ, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình. Do vậy là ngay từ tháng 12 và nhất là trong tháng 1 này, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tổ chức rà soát nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân trên các địa bàn, nhất là vùng sâu vùng xa của 11 huyện miền núi. Tính đến hết tháng 1, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 189.000 lượt người có công với cách mạng, 69.000 người cao tuổi. Các cấp các ngành cũng đã huy động từ nguồn xã hội hóa trao tặng 492.000 suất quà trị giá trên 370 tỷ đồng cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo.